Mỹ, em chưa về ăn cơm à? Em chưa, lát nữa em mới về, bây giờ đang còn sớm mà. Thế à? Thế quán hôm nay có đông khách không? Em cũng túc tắc thôi anh ạ. Thế là được rồi, có đồng ra đồng vào, đỡ lò chết đói. Dạ vâng. Ờ, thế thì em đi nghỉ đi, để đấy anh lau cho. Ôi, thôi, em lau cũng xong rồi mà. Anh có uống nước không? Anh ngồi xuống đi, em vào trong lấy nước cho. Nhưng mà anh không mang theo tiền đâu. Không sao, có mỗi cốc trà đá thôi mà, em mời anh được. Thế anh cảm ơn nhé. Dạ vâng, thế anh ngồi xuống đi, em vào trong lấy nước. Em mời anh này. Anh Kim, anh đi. Ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nhờ em một tí. Có chuyện gì thế hả anh? Chả là đợt này anh đang thất nghiệp, anh bí quá. Em cho anh vay mấy triệu đi, cuối tháng anh trả. Cái này thì... Đi mà, anh uy tín lắm. Anh vay của em, anh sẽ trả cho em cả tiền lãi. Không, cao hơn lãi ngân hàng 3%, được không? Anh Quang, anh cũng biết em rồi đấy. Mẹ của em mới từ viện về, nên là em đã chi tiêu rất nhiều vào khoản đấy rồi. Bây giờ cũng hòn tiền đâu. Hay là anh xem, anh vay chỗ khác giúp em nhá. Thật ra là anh cũng hỏi mấy chỗ rồi, nhưng mà người ta có cho anh vay đâu. Bẩn cùng lắm anh mới phải đến hỏi em ấy. Hay là em có bao nhiêu cho anh vay bấy nhiêu cũng được. Mi, cho anh cốc trà đá nhá. Ơ, anh Hiếu, anh mới về chơi ạ? Anh về quê chơi mấy hôm? Làng xóm đang yên ổn, về để làm cái gì? Quang à, dạo này mày khỏe không? Khỏe. Khỏe là tốt rồi. Thôi, anh Hiếu, anh ngồi xuống đây đi, em vào trong lấy nước cho anh nhá. Cảm ơn em. Từ từ đã Mi. Chuyện vừa nãy anh hỏi em ấy, em còn chưa trả lời mà. Em cũng nói rồi mà, nếu mà em có thì em sẵn sàng cho anh vay ngay. Nhưng mà bây giờ em đang không có, nên là cũng phải đành chịu thôi anh ạ. Anh thông cảm giúp em nhá. Thế thì thôi vậy, anh về đây. Dạ, em chào anh. Em mời anh uống nước. Anh xin. Mà vừa nãy thằng Quang nó vay tiền em à? Dạ vâng, anh ấy hỏi vay em vài triệu, nhưng mà em đang không có. Với cả, kể cả em mà có ấy, em cũng chẳng dám cho anh Quang vay đâu. Sao thế em? Bây giờ anh Quang hư hỏng lắm, suốt ngày cứ chơi bời lêu lổng mãi thôi. Cứ đi vay á, hết chỗ này sẽ đập chỗ nọ. Nhưng mà quan trọng là vay tiền xong ấy, lại còn có ý định quỵt, không trả người ta cơ, nên là em cũng ngại. Sao bây giờ nó đổ đốn thế nhở? Ngày xưa nó có thế đâu. Năm ngoái nhà anh Quang có được đền bù một ít tiền đất. Em nghĩ là cái thói ăn chơi của anh ấy cũng từ đấy mà ra đấy. Vậy à? Thế thì khả năng cao nguyên nhân là như vậy rồi. Ngọc Anh ơi! Ngọc Anh! Ra đây chị bảo! Ra đây! Chị Phương Anh gọi em có chuyện gì thế hả? Chị nghe bảo anh Hiếu mới về đúng không? Vâng, anh trai em về từ hôm qua rồi chị ạ. Thế lần này anh Hiếu về có lâu không em? Em cũng không rõ nữa. Hình như là anh ấy ở đến cuối tuần xong rồi đi luôn hay sao ấy. Ồ, nhanh thế á? Vâng, anh trai em bận rộn lắm, tranh thủ về được lúc nào thì hay lúc đấy thôi. Ờ, cũng phải. Anh Hiếu là chủ tịch cơ mà, làm gì có thời gian ở nhà chơi lâu chứ. Ừ. Chị ơi, thế chị còn điều gì hỏi em nữa không ạ? Nếu không thì em đi chợ đây. Ê, từ từ đã, để chị bắt cho con gà, mang về nhà mà ăn nhá. Dạ thôi, hôm qua em vừa mới ăn rồi, nên là hôm nay em không muốn ăn nữa đâu. Cái con bé này, chị có bảo em mua đâu, đây là chị cho mà. Sao tự nhiên chị lại cho em thế ạ? Ừ thì chị quý mến anh Hiếu, cho nên mới muốn cho thôi. Em cứ mang về nhà đi, xong bảo với anh Hiếu là chị Phương Anh tặng nhá. Dạ thế thôi chị ạ, em không lấy đâu, chị cứ để mà bán. Cái con bé này, làm gì phải khách sáo như thế chứ. Đằng nào chị em mình cũng là người một nhà cơ mà. Ô, người một nhà chị? Thế là sao ạ? Con bé này, gái mới lớn có khác, chả tình ý gì. Em không thấy chị với anh Hiếu nhà em hợp nhau thế à? Cả cái làng này nhá, ai cũng bảo hai anh chị có tướng phu thê đấy. Mấy nữa, có khi chị lại làm chị dâu của em ấy chứ.
Chị ơi, chị đang nói đùa hay là nói thật đấy à? Ơ kìa, con bé này, chị nói thật, chị nói thật lòng đấy. Thế thì em cũng phải nói luôn để cho chị biết là anh Hiếu nhà em sẽ không bao giờ thích chị đâu. Anh Hiếu chỉ thích chị My thôi. Cái gì cơ? Anh Hiếu thích cái My á? Thật ra là anh ấy vẫn chưa công khai. Thế nhưng mà em nhìn là em biết chị ạ. Bảo sao lần nào về quê chơi anh Hiếu cũng dính lấy cái My. Hóa ra là có tình ý với nó. Ơ, chị, chị nói gì thế ạ? À, không có gì đâu em ạ. Dạ vâng ạ. Thế chị bán hàng đi nhá, em không lấy đâu, em đi chợ đây. Ừ, em không lấy thì thôi, để hôm nào chị gặp anh Hiếu, chị tặng sau. Vâng ạ, em chào chị. Quang! Chú ơi, cháu chưa lấy gì cả, chú... Là mày à? Mày làm gì ở đây đấy? Tao chẳng làm gì. Mày rình mò ở đây làm gì? Đây là đường làng. Nhưng tao thích đứng ở đâu thì tao đứng. Liên quan gì đến mày? Sao mày lắm chuyện đấy? Tao biết hết chuyện của mày rồi. Tao nghĩ mày nên thay đổi đi. Đừng đi theo con đường tối tăm ấy nữa. Không có tương lai đâu. Đúng là cái thằng điên. Sao tự nhiên hôm nay mày lại dám lên mặt dạy đời tao đấy à? Mày có thích bố đời không? Tao coi mày là bạn nên mới muốn tốt cho mày thôi. Nếu mày còn biết thương bố mẹ mày thì nên thay đổi đi. Tao có thể giúp được mày đấy. Giúp tao? Thế mày định giúp bằng cách nào? Nếu mày muốn, tao sẽ sắp xếp chỗ ở và việc làm ở dưới Hà Nội cho mày. Chỉ cần mày làm theo những thứ tao vạch sẵn, chắc chắn nửa năm mày sẽ trở thành con người khác thôi. Này, tao hỏi thật mày nhé. Mày bị bệnh này lâu chưa? Có cần thằng này đưa vào trại tâm thần không hả? Tao hoàn toàn bình thường. Và những lời tao vừa nói cũng rất chân thành. Mày nên suy nghĩ kỹ đi. Cũng đến lúc mày cần thay đổi rồi đấy. Bố lạy mày. Mày trở về mặt đất hộ tao cái. Mày tưởng mày là giám đốc hay sao mà đòi sắp xếp lại cuộc đời tao? Anh Hiếu không phải là giám đốc, nhưng mà anh Hiếu là chủ tịch của tập đoàn ABA đấy anh Quang ạ. Ở quê mình có rất nhiều người được anh Hiếu giúp đỡ, có công ăn việc làm ổn định trên thành phố rồi đấy anh Quang ạ. Ôi giời ơi, sao em ngây thơ thế hả My? Nhìn cái thằng này thì chủ tịch gì nó, chắc là lại tự đặt ra cho mình cái danh hão để đi lừa con nhà người ta chứ vương bá cái gì. Nếu mà anh không tin thì thôi vậy. Dù sao thì anh Hiếu cũng chỉ là có ý tốt, muốn ngỏ ý giúp đỡ anh thôi. Còn lựa chọn như thế nào là tùy ở anh mà. Lại tao bảo, chúng mày là một lũ điên. Thôi, anh cứ kệ anh ấy đi. Anh ấy không muốn nghe thì thôi. Chắc là do anh nhiều chuyện rồi. Từ nay anh sẽ không quan tâm đến mấy chuyện đó nữa, cho nó nhẹ đầu. Dạ vâng. Mà em đang đi đâu đấy? Em đang giao quán nước anh ạ. Thế cho anh đi cùng với nhá. Dạ vâng, thế anh em mình cùng đi. Anh Hiếu lại yêu cái My nhỉ? Mình ngời ngời như này lại còn kiếm tiền được hơn cái My nữa. Yêu mình thì có phải là ngày nào cũng được ăn thịt gà miễn phí không? Xin chào người đẹp. Trời ơi, giật cá mình. Anh làm cái gì mà xuất hiện như hồn ma thế? Như thế thì mới ấn tượng với em được chứ. Thôi anh đừng có điên nữa. Muốn gì nói nhanh đi, em còn bán hàng. Em còn tiền không? Cho anh vay mấy triệu với. Cuối tháng anh trả cho. Biết ngay mà. Anh đến chỗ em cũng chỉ vì hai chuyện thôi. Một là vay tiền, hai là mua nợ. Anh ám em vừa thôi anh Quang ạ. Anh cũng không muốn làm phiền em đâu. Nhưng mà tại vì đợt này anh khó khăn quá. Giúp anh đi, sau này em khó khăn anh giúp lại. Thôi thôi thôi, em không có tiền cho anh vay đâu. Đi về đi, em còn bán hàng. Thì nếu không có nhiều thì cho anh vay 500 thôi cũng được. Em không có đồng nào hết, đừng có làm phiền em. Có mấy trăm bạc thôi mà cũng phải khó khăn với nhau. Thằng điên này. Chả lẽ mình lại thế sống lên bây giờ chứ lệ. Đang làm ăn buôn bán ăn quẻ. Ngọc Anh. Dạ. Em có thấy cái laptop của anh ở đâu không? Em không ạ.
em có dùng gì đến nó đâu. Thôi chết rồi, anh không tìm thấy nó ở đâu cả. Có khi nào bị trộm lấy mất rồi không nhỉ? Anh đừng làm em sợ nhá. Làng mình từ xưa đến nay có bao giờ có trộm cắp đâu. Anh đã tìm khắp nhà rồi mà không thấy. Anh nhớ là tối qua anh để đầu giường, không mang đi đâu hết. Như thế thì chỉ có trộm lấy chứ ai. Sao lại như thế được nhở? Anh, hay là mình báo công an đi, để người ta điều tra xem sao. Để chút nữa anh đi báo. Nhưng mà dạo gần đây, em có thấy ai lạ mặt xuất hiện ở gần nhà mình không? Em không ạ. Lúc sáng, em thấy anh Quang đứng ở cổng nhà mình một lúc. Em hỏi thì anh ấy bảo là muốn tìm anh có chút việc. Liệu có phải là do anh Quang lấy không hả anh? Bình thường nó cứ ưa gì anh đâu, sao tự nhiên lại đến tìm anh? Chắc chắn là có vấn đề gì rồi. Để anh điều tra kỹ chuyện này này xem. Vâng ạ. Em, hôm nay có đặt hàng không? Thôi anh đi đi, em không có tiền cho anh vay đâu. Em nhầm. Hôm nay anh đến đây ấy, không phải là để vay tiền. Thế anh định làm gì? Định mua nợ gà à? Không bán nhá. Em là hơi bị coi thường thằng này đấy. Đây, mổ cho anh một con gà thật ngon để anh về nhấm rượu. Ấy da, hôm nay có tờ tiền to thế. Ừ, mất công tiêu tiền ấy thì phải tiêu tiền to nó mới đã chứ. Em cứ liệu mà phục vụ anh cho nó tốt, sắp tới anh sẽ trở thành khách VIP của em đấy. Dạ vâng, khách VIP chờ em một tí nhá, để em làm gà cho khách VIP. Có tiền nữa, sướng thật đấy. Tình hình này em nghĩ anh Quang chính là người ăn trộm laptop của anh đấy. Đấy là mình dự đoán thôi, chứ chưa có bằng chứng gì cả. Anh nghĩ là mình phải đưa nó vào bẫy, như thế mới bắt tội được nó. Dạ vâng, thế thì cứ nghe theo sự sắp xếp của anh. Nước của anh ạ. Anh xin nhé. Alo, mẹ ạ? Dạ vâng, con đã rút 50 triệu tiền mặt, con cất ở tủ quần áo rồi. Tối mẹ về là có ngay. Được rồi, thế con tắt máy đã mẹ nhá, con bán hàng đây. Dạ, con chào mẹ. Anh Quang, anh đang làm gì trong nhà em đấy? Anh á? À, đúng rồi. Lúc nãy anh đi ngoài đường gặp một con rắn, thế anh đuổi theo nó, nó bò vào nhà em, thế là anh chạy vào. Chứ anh không có làm gì linh tinh đâu. Thế thôi, anh đừng có mà nói dối nữa. Em biết thừa là anh vào nhà em để ăn trộm tiền rồi. Em đang nói cái gì đấy? Anh có ăn trộm gì đâu. Đừng đổ oan cho anh thế chứ. Mày vạch áo lên tao xem nào. Tao không vạch. Mà mày là cái thá gì mà mày bắt tao phải vạch áo? Mày không vạch cũng được. Đằng nào thì nhà My cũng có camera. Bây giờ tao với My chỉ cần đem đoạn video đó lên công an thì mày sẽ phải khai ngay thôi. Mày nói láo. Nhà My làm gì có camera? Đúng là trước đây nhà em không có camera. Nhưng mà từ sau cái vụ mà anh Hiếu bị mất laptop thì em đã lắp rồi. Em không ngờ là hôm nay em lại có thể bắt gặp được anh đấy anh Quang ạ. My ơi, anh biết lỗi của anh rồi. My tha thứ cho anh. Đây, tiền của em đây, anh trả lại cho em. Em đừng báo công an nhé. Thế còn cái laptop của anh Hiếu, anh bán nó đi đâu rồi? Laptop nào? Anh có lấy cái gì của nó đâu? Đến giờ này mà anh vẫn không chịu khai à? Anh Hiếu, mình báo công an đi anh. Ấy, đừng. Anh khai. Anh bán nó ở trên thị trấn ấy. Để anh đưa em với thằng Hiếu đi lấy về nhé. Anh Hiếu, sao anh lại nắm tay cái My thế? Anh nắm tay người yêu anh thì có gì không được à? Là sao cơ? Cái My là người yêu anh á? Anh và My đã chính thức yêu nhau rồi. Em mừng cho bọn anh nhá. Mừng cái gì mà mừng? Anh có biết tin này làm em đau như nào không? Sao lại thế? Chẳng nhẽ
Em thích anh thật à? Tất nhiên là thật rồi. Ai lại mang chuyện tình cảm ra đùa chứ. Phương Anh này, anh Hiếu đúng là một người đàn ông tốt. Có rất nhiều cô gái thích anh ấy, kể cả tao và mày cũng đều như vậy. Nhưng mà mày phải hiểu là ở trong cuộc sống ấy, mọi thứ đến với mình còn là cái duyên nữa. Nên là tao hy vọng sau này mày sẽ thông cảm và không ghét tao nhá. Bây giờ tao có ghét mày thì anh Hiếu cũng chả thèm để ý đến tao. Thôi thì tao cũng bình thường với mày vậy, để tao đỡ phải mất một người mua hàng. Cảm ơn mày nhá. Mày đợi tao, tối nay tao sẽ ra đấy xem mua thật nhiều đồ cho mày. Này, nhớ cái mồm đi nhá. Mày không ra là tao ghét thật đấy. Mày yên tâm, tao đã nói là tao sẽ làm mà. Thôi tao về đây. Em chào anh ạ. Anh còn tưởng là Phương Anh sẽ nằm ầm lên nữa chứ. Thật ra thì nó không có xấu tính đâu anh. Tại vì nó hay nói chuyện kiểu đấy nên là mọi người mới hiểu nhầm thôi. Nói chung anh vẫn thấy người yêu của anh là tuyệt vời nhất. Anh không phải nịnh đâu. Anh nói thật mà. Thôi được rồi. Em bảo bây giờ em muốn đi ăn kem. Kem á? Kem gì? Cái chị Tuyết này, đã nói như vậy rồi mà vẫn còn đi làm. Đúng là không coi sức khỏe của mình ra gì mà. Chị ơi. Cậu không ở nhà nghỉ ngơi, ra ngoài này làm gì? Chị đấy, vừa hôm qua còn kêu mệt cơ mà, thế mà hôm nay lại ra đây cuốc đất rồi. Chị mà cứ như thế này, làm sao em yên tâm để chị ở nhà một mình được? Cái gì mà không yên tâm, chị ra đây làm nốt ít cỏ thôi mà, có phải công to việc nặng gì đâu. Chị ở nhà làm mãi, quen rồi. Đúng là bó tay với chị. Thôi, chị đi về đi, để em làm cỏ nốt cho. Thôi, còn có tí nữa là xong, chị làm được. Chị cứ nghe em, về nhà nghỉ ngơi đi. Cậu bao nhiêu năm rồi không động đến việc đồng áng, liệu có làm được không? Chị yên tâm, cứ để em. Ai chả, đi lên thành phố bao nhiêu năm, thế mà vẫn chưa quên việc đồng áng, khá quá nhờ. Chị cứ coi thường em, mới mấy năm thôi mà chị. Thôi được rồi, để chị về đi chợ rồi nấu cơm, cậu làm lát rồi về nhá. Vâng, em biết rồi, chị cứ đi về đi ạ. Thằng kia là thằng nào mà nhìn quen thế nhở? Là thằng cơm thật này. Tưởng mày ra ngoài lập nghiệp thế nào, hóa ra lại về quê quốc ruộng à? Hải, cậu đi đâu vậy? Thế mày về lâu chưa? Tôi mới về được 2 hôm, chưa đi được đâu cả. Thế dạo này cậu thế nào rồi? Còn thế nào được nữa, nhà tao không làm gì cũng đủ ăn mấy đời rồi, việc quái gì phải vất vả. Kể cũng phải. Còn mày, tao nghe nói đi lập nghiệp gì đó ở trên Hà Nội cơ mà, sao lại về đây quốc ruộng thế này? Không lẽ ở trên đó làm không đủ ăn à? Cũng không hoàn toàn là như vậy. Thế có nghĩa là tao đoán có phần đúng rồi. Cậu nói như vậy là sao? Sao với chăng cái gì? Còn tưởng đi biển biệt mấy năm mất tích rồi, bây giờ tự nhiên lại mò về. Chắc là ở trên đó hết đường sống, phải về quê quốc đất à? Mày nhìn cái gì? Mày tưởng tao xuống đây để hỏi han mày đấy à? Không có đâu. Tao xuống đây ấy là để cười vào cái mặt mày thôi. Xem ra bao lâu nay không gặp cậu, cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả. Tại sao tao phải thay đổi? Tao đang giàu có, thay đổi làm gì? Thay đổi để giống như một cái thằng nghèo hèn rách rưới như mày à? Này thằng kia, mày định làm gì đấy? Tao là con một, cháu đích tôn của dòng họ đấy. Nếu gặp nhau đã không vui vẻ gì thì đường ai nấy đi thôi. Mẹ nó,
còn tưởng nó định phang mình chứ. Ê, xem như là mày cũng biết điều đấy. Chứ nếu như mày động vào tao ấy thì mày to tội rồi. Cậu nói nhảm đủ chưa? Cái thằng làm gì mà hung hăng thế? Tao chỉ nói thật thôi mà. Cứ tưởng lớn rồi cậu ta sẽ khác, ai ngờ tính tình còn tệ hơn xưa. Ô, anh Cường, anh mới về à? Vẫn nhớ anh Cường, quý hóa quá. Anh vui tính thật đấy, anh đi ra ngoài bao nhiêu năm mà vẫn nhớ em, chẳng quý hóa thì thôi, em thì có cái gì đáng nói đâu ạ. Anh thấy em càng lớn càng xinh, kéo hoa khôi làng ấy chứ, sao lại không đáng nói. Em cảm ơn ạ. Mà anh uống gì để em vào làm ạ? Cho anh cốc trà đá. Dạ vâng, anh chờ em một lát ạ. Dạ em gửi ạ. Anh xin, mà lâu nay công việc của em thế nào rồi? Dạ em cũng bình thường thôi ạ. Mà bây giờ anh thế nào rồi, có vợ con gì chưa? Anh vẫn thế, bây giờ công việc hơi bận nên chưa có thời gian tính chuyện vợ con. Nói như vậy chắc là sự nghiệp của anh Cường ổn lắm nhờ. Em có nghe Ngọc Anh nói năm ngoái nó lên Hà Nội nó bị lừa, anh giúp được nó còn gì. Ngọc Anh nói với em rồi à? Công việc của anh cũng tạm ổn thôi, có gì đáng nói đâu. Tạm ổn thôi à? Tưởng mày phải làm ông nọ bà kia gì rồi chứ. Anh Hải và ông Nước ạ. Cho anh cốc trà đá đi. Dạ vâng. Cậu cũng dài quá nhỉ, không đi làm gì à? Mày bị ngu à? Tài sản nhà tao ăn mấy đời không hết, tao việc chó thì phải đi làm cho nó mệt người ra. Có câu miếng ăn núi lở đấy anh Hải ạ. Việc của em à, tập trung mà làm nước đi. Anh đến đây để uống nước hay là đến để gây chuyện? Làm nhanh nhanh cái tay lên, anh khát rồi đấy. Sao vậy thằng bạn? Ở trên Hà Nội không có gái hay sao mà phải về đây tán mấy cái đứa quê mùa vậy? Không phải việc của cậu. Cái thằng này, tao làm người làng này cũng có địa vị và tiếng tăm, thế cho nên tao phải quan tâm đến mọi người thôi. Anh lo cho bản thân mình đi đã, chúng tôi không cần anh quan tâm đâu. Em rồi. Em đừng có nói với anh là em thích thằng bạn đần độn này của anh đấy nhá. Này, cậu quá đáng rồi đấy. Tao nói sai chỗ nào đấy? Đi ra ngoài bao nhiêu năm, bây giờ vác cái xác không về, đã thế lại còn bục mặt cúc ruộng ngoài đồng. Mày không đần độn thì khôn danh với ai? Tôi nhớ là tôi không gây thù chuốc oán với cậu, tại sao cậu lại ác cảm với tôi như vậy? Mày sai rồi. Sai lầm lớn là đằng khác. Tao chỉ không ác cảm với mỗi mình mày, mà tao còn ác cảm với tất cả những đứa nghèo hèn giống mày ấy. Cậu vô lý và coi khinh người khác quá rồi đấy. Đúng rồi đấy, anh cũng chỉ sống dựa vào gia đình thôi, có tư cách gì mà xem thường người khác. Vậy em nghĩ có gia đình để dựa vào là dễ lắm à? Thôi, kệ anh Hải đi anh ạ. Sao vậy? Biết nghe lời gái rồi cơ à? Nhìn mày cũng có số làm chặn vương phết đấy. Cậu đang cố tình gây sự với tôi phải không? Gây sự gì đâu, tao đang tìm hướng đi cho mày đấy. Mày nhìn xem, cái quán nước này tuy không gọi là lớn, thế nhưng mà cũng đủ nuôi sống hai người đấy. Anh không uống nước thì anh đi về đi. Ơ kìa, sao em lại đuổi khách như vậy? Em không muốn bán hàng à? Khách có nhiều loại, anh vào đây gây sự chứ nước non gì mà khách mới khứa. Em quá đáng rồi đấy. Em có tin anh bỏ ra mấy cái đồng bạc là dẹp ngay cái quán này không? Tôi thách anh đấy. Em bình tĩnh, cậu ta cố tình kiếm chuyện với anh thôi mà, anh về là được. Anh cần gì phải sợ anh ta chứ? Anh về lần này có chuyện quan trọng hơn để làm, chứ không muốn gây chuyện linh tinh. Mà anh gửi tiền. Dạ thôi không cần đâu, em mời, tiền nong cái gì. Không được, em cũng phải bán hàng mà. Bố tổ, đã nghèo một sĩ. Dạ thôi, khi nào rảnh em qua chơi nhá. Ừ, anh về đã nhá. Dạ em chào anh ạ. Đúng là cái đồ hẹn. Anh phá như vậy đủ chưa? Này, anh đang là khách của em đấy. Tôi không bán cho anh nữa, anh đi về đi. Này, em hơi bị quá đáng rồi đấy. Được, xem như nể cô là đàn bà, tôi nhịn cô.
loại người gì không biết, bực mình. Ngọc Anh. Ôi trời, anh Hải, anh làm cái gì thế? Em giật hết cả mình. Em đang đi đâu vậy? Qua bên kia uống nước với anh nhé. Hôm nay em bận rồi, hẹn anh hôm khác. Em bận gì vậy? À, anh Cường là bạn học của anh đúng không? Anh ấy mới về đúng không anh? Em đừng có nói với anh là em đi tìm thằng Ôn đó nhá. Vâng, năm ngoái lên Hà Nội em có gặp anh Cường, được anh ấy giúp nên... Em nói kiểu gì đấy? Thằng đó thì nó có cái gì mà giúp em được? Nói anh cũng không hiểu được đâu. Thôi, anh tránh ra để em đi đã. Không được, thằng đó bây giờ nó nghèo rất mồng tơi rồi, đang đi cuốc ruộng bục mặt ngoài đồng kia kìa. Em mà có đi tìm nó ấy, nó cũng không có thời gian mà gặp em đâu. Cái gì cơ? Anh nói thật á? Hôm qua anh vừa gặp nó chỏng mông cuốc đất ngoài ruộng kia kìa. Sáng ngày hôm nay anh lại vừa tổng xì vả cho nó một trận ở ngoài quán nhà cái Vân. Sai làm sao được? Sao lại thế được? Năm ngoái em lên anh còn đi ô tô cơ mà. Ôi giời, mấy cái thằng đa cấp ấy đầy nhà với xe đấy thôi. Thực chất mấy cái đồ đó chỉ là đồ đi thuê để lừa đảo thôi. Nhưng mà em thấy anh Cường không phải người như thế đâu. Em ấy, nếu như nó không phải là đa cấp, không bị phá sản thì làm sao mà phải về quê cuốc ruộng chứ. Lẽ nào lại là thế thật? Nhưng mà lúc anh ấy đưa em ra bến xe, anh ấy còn bảo là có gì khó khăn thì cứ gọi anh ấy giúp mà. Em tin làm gì? Đấy là nó chỉ là màu thôi. Anh thật sự không hiểu nổi em đấy. Ở cái làng này có ai hơn nổi anh đâu. Anh theo đuổi em cả năm thì em lại hứng hờ. Buồn thật đấy. Thôi, bây giờ em đi tìm thằng bất tài vô dụng đó làm gì? Nó lo cho cái thân nó còn chưa xong, lo làm sao nổi cho em. Bây giờ đi ra kia uống nước với anh nhé. Thôi đi nào, phân vân cái gì nữa, đi. Ngọc Anh à, bấy lâu nay mày đi đâu mà hôm nay tao mới gặp thế? Cho tao uống nước. Ngồi chờ tao một tí. Mày uống đi. Mày ngồi xuống đi, tao có chuyện muốn hỏi mày chút. Có chuyện gì thế? Có phải anh Cường hay ra quán mày uống nước đúng không? Sao thế? Mày vẫn chưa qua nhà anh Cường à? Sao lại chưa sang? Năm ngoái mày lên Hà Nội làm, mày bị lừa. Chính anh Cường đã là người giúp mày đấy. Tao biết là như thế, nhưng anh Hải nói với tao, ông Cường bị phá sản rồi, phải về quê cuốc ruộng kia kìa. Thế thì liên quan gì? Tao nhận lời yêu anh Hải rồi, anh ấy không muốn tao gặp ông Cường. Mày yêu ông Hải á? Từ khi nào? Tao nhận lời anh Hải hôm qua. Lúc trước 5 lần 7 lượt tao hỏi mày, thì mày đều nói là mày thích anh Cường. Mày còn nói với tao là mày đợi anh Cường về để thổ lộ cơ mà. Nhưng mày biết rồi còn gì. Bây giờ anh Cường như thế, làm sao mà lo được cho tao? Tao hiểu rồi. Hóa ra là mày chỉ thích sự giàu sang của anh Cường thôi. Là con gái, ai chẳng có tính toán riêng cho mình chứ. Bây giờ mày yêu ông Hải rồi, mày còn tò mò chuyện của anh Cường làm gì? Mày thái độ như vậy là sao? Tao không biết cái gì đâu. Mày muốn biết thì qua nhà anh Cường mà hỏi. Mày bạn bè kiểu gì thế? Tao không có đứa bạn vụ lợi lại vô ơn như mày. Mày quá đáng rồi đấy nhá. Tao nói gì không đúng à? Mày nghe tin anh Cường về quê cuốc ruộng, mày đã nhận lời yêu ông Hải ngay. Trong khi mày đang mang ơn anh Cường mà không thèm đến cảm ơn anh ấy một câu. Mày thử nghĩ xem, mày tử tế ở chỗ nào? Mày nghĩ mày là mẹ thiên hạ mà dạy đời tao? Mày đi về đi. Đã nhận lời yêu ông Hải rồi thì đừng quan tâm đến chuyện của anh Cường nữa. Tao hiểu rồi. Mày cũng thích anh Cường đúng không? Vậy không được à? Mày nhận lời yêu ông Hải rồi mà. Thế nào mày lại có tư tưởng bắt cá hai tay? Mày im đi. Mày đừng tưởng tao không biết trong đầu mày đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là mày không cam lòng, muốn thăm dò xem anh Cường có thật sự phá sản hay không, để mày xác định này nọ chứ gì. Tao làm vậy thì sao? Có gì sai à? Tham thì thâm đấy, cẩn thận mất tất cả. Anh Cường, anh đi sao anh chẳng nói với em một câu nào thế? Mày là chị Tuyết nói với em,
em mới biết để ra đây tiễn anh đấy. Em còn phải bán hàng mà. Ôi giời, hàng thì bán quanh năm, nay không bán thì mai bán. Em ra tiễn anh đấy. Anh cảm ơn em nhé. Dạ. Tao đang nhìn thấy cái quái gì đấy? Sinh ly tử biệt à? Anh ngứa mồm à? Anh ăn nói cho cẩn thận đi. Mày hung hăng cái gì? Anh Hải nói đúng rồi đấy. Ông Cường lần này đi lập nghiệp á, có mà tới già mới thành công. Lại được cả mày nữa. Mày nên nhớ, lúc mày ở trên Hà Nội, chính anh Cường đã là người giúp mày đấy. Giúp người yêu tao á? Có cần tiền báo đáp không? Tao trả cho này. Hai người rất đẹp đôi, xin chúc mừng. Anh nói vậy là ý gì? Tôi giúp cô không phải để nhận báo đáp, nhưng thái độ của cô quả thật làm tôi rất thất vọng. Ơ cái thằng Ôn này, mày có tư cách gì mà dám thái độ với người yêu tao? Cậu vừa phải thôi, nếu không thì đừng trách tôi. Mày dám hăm dọa tao à? Mày nghĩ mày là ai? Anh muốn biết anh Cường là ai thật à? Là ai? Chẳng nhẽ nó là ông to mặt lớn nào à? Đúng rồi đấy. Để tôi giới thiệu cho anh biết nhá. Đây là anh Cường, chủ tịch tập đoàn ABA. Chắc là hai người cũng nghe nói qua về tập đoàn này rồi đúng không? Cô vừa nói cái gì cơ? Anh Hải, tập đoàn ABA có phải là cái tập đoàn đang dục dịch triển khai dự án gì đó ở quê mình đúng không? Đúng vậy. Thế nhưng mà chủ tịch tập đoàn đó không thể nào là thằng này được. Em xin lỗi nhá. Em lỡ tiết lộ thân phận của anh rồi. Bỏ đi. Trước sau gì rồi họ cũng biết thôi mà. Này, hai cái đứa chúng mày đang diễn tuồng cho ai xem vậy? Tôi không thừa hơi đến vậy đâu. Chuyện như thế nào sau này cậu sẽ biết. Nhưng có câu này tôi muốn khuyên cậu. Sống thì phải biết mình là ai. Núi cao thì có núi cao hơn. Tôi không chấp nhặt cậu, nhưng mà tôi không chắc người khác cũng như vậy đâu. Còn cô nữa, người ta có câu cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân báo oán. Quả thật với cô không sai. Tuy nhiên tôi vẫn không hối hận đâu. Nếu có cơ hội, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tôi suy nghĩ đơn giản, chỉ cần sống không hổ thẹn với lòng mình là được. Mọi chuyện đều có nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Xe đến rồi, anh đi nhá. Hẹn gặp lại em sau. Dạ vâng, anh đi cẩn thận ạ.